Tara Bánh Quy và mình là Andy đây. Tara Bánh Quy như một trạm dừng chân, nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy, uống một ngụm trà và lắng nghe những câu chuyện nhỏ về sơ lớp và cuộc sống. Mong bạn luôn ấm và êm bên chiếc bánh và chén trà trong hành trình sắp tới. Vui vì đã ghé thăm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến cuối năm. Thật ra bây giờ cũng không gọi là cuối năm, nhưng mà nói chung mình sẽ làm một cái thông điệp gọi là cuối năm đầu năm. Thì là một cái thông điệp liên quan đến gọi là một cái điều nào đó gọi là nhắn nhủ cho bạn về hành trình sắp tới. Thì ở đây mình sẽ dùng ở đây có hai bộ bài khác nhau á, thì mình sẽ ba lá đầu á, thì nó giống như là một cái hành trình, ba lá sau có thể là một cái lời khuyên, một cái lời nhắn nhủ nào đó ha. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3, thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích, mình sẽ để đá vào sau á. Xin chào các bạn, chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì đầu tiên đó là cái hành trình của các bạn. Các bạn có choosing your path, cleansing water và watching clouds. Thật ra ba lá của bạn đó, nó đều liên quan đến một cái mình gọi là một cái việc đứng chờ thôi. Mình chưa có thấy một cái hành động ha, mình cũng chưa thấy một cái quyết định nào đó nó rõ ràng. Nhưng mà trước mắt cái mà mình thấy ở đây nó là một cái tương lai, một cái con đường, một cái ngã rẽ, nhưng mà nó sẽ không nói cho bạn biết là dẫn đi đâu, mà nó nói là cái hành trình của bạn nó tương đối mở và bạn được quyền gọi là kiểm soát nó, hoặc là bạn được quyền gọi là quyết định nó ha. Thật ra mình dùng từ quyết định thì nó có vẻ nó hợp lý hơn là kiểm soát ha. Mình cảm giác đầu tiên đó là nếu mà bạn nào mà đang có những cái sự phân vân, các bạn đang cảm giác mất phương hướng, thì mình nghĩ nó cũng tương đối hợp lý với cái trải bài này. Tại vì mình cảm giác các bạn có một cái gì đó các bạn hơi e ngại, các bạn chưa có thật sự sẵn sàng với cái hành trình mà các bạn đang đi, hoặc là các bạn sẽ đi, hoặc là các bạn đang bước chân vào ha. Ở đây đầu tiên là cái lá choosing your path, thì mình cảm thấy đầu tiên nó ghi là tất cả đều có khả năng, all is possible. Cái thứ hai nữa là cleansing water, thì cái nó ghi là purification activated vibrant life force, tức nghĩa là một cái sự thanh lọc, một cái sự gọi là làm sạch, nó sẽ giúp cho bạn gọi là nâng cao những cái năng lượng của cuộc sống. Thật ra mình dịch như vậy nhưng mà ý của mình nghĩ mình sẽ không thiên về cái đó, nhưng mà mình cảm giác đó là bạn cần làm cho cuộc sống của bạn nó có những cái gọi là những cái người ta gọi là sống trong một cái môi trường tốt, trong một cái môi trường sạch sẽ, ít những cái năng lượng tiêu cực, chẳng hạn giống như bạn ở bên cạnh những người bạn bè tốt, bạn chơi với những người có tư duy tích cực. Thật ra mình cũng không muốn dùng đó, nhưng mà ở một trại bài nào đó khác thì mình sẽ nói về cái chuyện là tích cực theo kiểu toxic. Nhưng mà ở đây mình chỉ muốn nói đó là hãy cho bản thân mình được sống trong một cái môi trường lành mạnh. Chữ lành mạnh là một cái chữ mà mình nghĩ nó thích hợp. Tức nghĩa là chúng ta có những cái kết nối đủ đẹp, chúng ta sống trong một cái môi trường mà chúng ta biết gọi là giống như là chăm sóc sức khỏe bản thân, chăm sóc sức khỏe tinh thần, có những cái kết nối nó meaningful, có ý nghĩa. Mình cảm giác giống như là, nhưng giống như cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng á, thì cái lá này rất là giống cái câu đó. Cái thứ ba nữa là bạn có gọi là watching clouds. Ở đây nó ghi là gì? Lie back, rest and relax. Lie back tức nghĩa là nằm nghỉ, ngã lưng, tựa lưng. Rest tức nghĩa là nghỉ ngơi, và relax là thư giãn. Mình cảm giác có thể là khoảng thời gian vừa qua, cái cuộc sống của mấy bạn nó có khá là nhiều những cái mình không gọi là stress, nhưng mà mình cảm giác giống như là bạn hơi bị tense, bị căng cứng, hoặc là bản thân của các bạn có nhiều cái băn khoăn mà nó là giống như người ta gọi là lo lắng, lo nghĩ, hoặc là các bạn bởi vì các bạn không biết là các bạn đi đâu, làm gì, như thế nào, thì đôi khi á, nó làm cho các bạn cảm thấy giống như là cái hành trình đi của các bạn nó
nó khó rõ ràng hoặc là nó chưa có thật sự gọi là như mong đợi. Mình cảm giác một số bạn á, thay vì giống như là mình đi trong một cái tâm thế là vội vàng quyết định hoặc là mình cảm thấy mình cần phải ra quyết định nhanh, thì đôi khi cái việc mà ra quyết định là một cái gì đó nó nên cần được thận trọng và cân nhắc. Nhưng mà cái này thì mình cũng có thể nói thêm một cái nghĩa khác, đó là nếu mà bạn nào đang thật sự quá quá phân vân, quá nặng nhọc trong cái việc mà phải ra quyết định thì cũng không nên như vậy. Quyết định đôi khi nó là một cái gì đó giống như người ta nói là take a risk, tức nghĩa là hãy có một cái gì đó gọi là liều lĩnh. Thì ở đây mình không biết bạn nằm ở trong cái nhóm là quá an toàn hay là bạn đang nằm trong một cái nhóm gọi là quá phân vân, nhưng mà bạn nằm trong nhóm nào thì nó cũng không phải là một cái lựa chọn đúng. Mình cảm giác bản thân của các bạn nên trước khi quyết định, dù là bạn quyết định như thế nào, thì bài này nó nói đó là hãy cho bản thân được phép gọi là sẵn sàng nhất, giống như người ta nói là đầu óc sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo, đầu óc gọi là nó được khỏe mạnh á, thì mình sẽ có một cái quyết định sáng suốt. Thì cái bài của bạn nó chỉ tóm gọn lại cái hành trình của bạn, nó cần một cái sự gọi là chuẩn bị, nó cần một cái sự gọi là quyết định. Nhưng mà những cái chuẩn bị, những cái quyết định này nó phải dựa trên một cái nền tảng, giống như là khi mình đã sẵn sàng, khi mình đã cảm thấy đủ với cái mà mình hướng tới. Thí dụ, ví dụ đủ ở đây là gì? Giống như bạn biết ở đây cái hành trình sắp tới là bạn phải, ví dụ như bạn học đi, bạn biết sắp tới là phải thi, thì bạn hành trình của bạn là gì? Bạn phải chăm chỉ học tập, rèn luyện, đọc lại tài liệu, hoặc là giống như sắp tới bạn biết bạn phải đi phỏng vấn thì bạn phải chuẩn bị bài phỏng vấn. Bạn biết sắp tới bạn phải có một cái công việc rất là nặng, deadline rất là nhiều, thì bạn phải sắp xếp công việc. Hoặc là bạn biết là sắp tới mình cần phải gọi là có một cái mục tiêu nào đó, thì bạn cần phải giống như học IELTS sẽ học cái gì đó, thì bạn cần phải có một cái chiến lược. Thì mình cảm giác là cái ba cái lá này nó gọi là nó tụ chung lại, nó làm cho mình có một cái cảm giác là đôi khi giống như người ta nói là người ta gọi là trước khi mình ra trận mình đánh tiếp, thì mình cần phải có một cái khoảng thời gian để mình lấy lại sự bình tĩnh và minh mẫn để mình có thể nhắm nhắm trúng gọi là cái mục tiêu, và mình có một cái sự gọi là giống như mình gọi là mệt mỏi thì không thể nào làm cái gì hết. Tại vì bài của bạn mình cảm giác giống như bởi vì bạn quá là đặt nặng, có thể là kết quả nha. Một số bạn mình nhìn lá này mình cảm thấy một cái người rất là tham vọng, rất là kiểu giống như là làm cái gì cũng sợ thất bại, làm cái gì cũng muốn mình thành công không. Mình cảm giác nó hơi kiểu tự tạo áp lực, hoặc là bạn tạo ra cho mình quá nhiều cái kỳ vọng, quá nhiều cái mục tiêu. Và đôi khi nó chỉ nói với bạn đơn giản là một cái hành trình mình đi, mình làm, mình phát triển, mình sống. Đôi khi nó cần một cái sự gọi là mình dùng từ là có kèm theo may mắn và hên xui ở trong đó ha, chứ mình cảm giác giống như là lúc nào bạn cũng 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 tạo ra cho bản thân mình những cái áp lực, những cái và kỳ vọng nào đó quá mức, thì mình cảm giác đôi khi là nó lại không mang một cái giá trị thực tiễn ha. Bạn có lá intention, bạn có lá change course và bạn có lá love. Thì ba cái lá này thì hồi nãy mình có nói đó là có thể là lời khuyên, nó có thể là thông điệp nhắn gửi gì đó mấy bạn ha. Thì đầu tiên là intention, nó ghi ở đây đó là what if the only resolution you made was to love yourself more. Thật ra cái câu ở đây nó ghi là cái điều what if the only resolution đó là giờ là giống như là điều gì sẽ xảy ra nếu mà bây giờ cái giải pháp duy nhất đó là bạn chọn yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Thật ra hồi nãy mình thấy cái lá này ở đây bạn có lá intention, intention đó là cái mục tiêu, là cái định hướng. Mình cảm giác giống như là cái lời khuyên đầu tiên của bài nó nói là hồi nãy mình cũng có nói bài của bạn lên toàn là rest nè, relax, thư giãn, nghỉ ngơi, rồi dừng chân lại, tức là có thể trong 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 dạo gần đây hoặc là khoảng thời gian gần đây có thể là về cơ thể, về thể chất, có thể là cơ thể, về có thể là gọi là sức khỏe, về tinh thần hoặc là thể chất của mấy bạn nó đang có vấn đề, hoặc là nó có những cái điều gì đó mà mình cảm giác giống như là bạn chưa có thật sự gọi là sẵn sàng, mà bạn hơi cưỡng cầu tức nghĩa là bản thân các bạn hơi hơi gọi là cố gắng gồng mình lên, hoặc là bạn cố gắng gọi là đẩy mình push bản thân về phía trước. Đôi khi mình cảm giác giống như là nó không có thật sự thoải mái, giống như bạn biết cái đó là không hợp, bạn biết cái đó là không hay, bạn biết cái đó là không đúng, không đáng, nhưng mà bạn vẫn cứ nghĩ là mà lúc nào mình cũng phải giữ vị trí số 1. Giống như có giống như mình từng từng ví dụ đó là trong một cái cuộc đua dài, trong một cái cuộc chạy marathon. Marathon thì chạy đường dài á, thì cái người chạy nhất từ đầu tới đuôi không không có nghĩa là họ sẽ về đích đầu tiên, mà cái người có sức bền,
có thể họ chạy từ đầu tới đuôi, gần tới đuôi họ là cuối, nhưng mà tới cuối cùng họ vượt lên, họ có đủ sức để họ chạy chặn nước rút để về đích, thì cái người đó vẫn là người thứ nhất. Còn cái việc mà bạn có thể từ hạng nhất từ đầu mùa cho tới cuối mùa nhưng mà bạn đi thi bạn làm bài không được thì bạn cũng không phải hạng nhất. Mình cảm giác có cái gì đó liên quan tới chuyện hạng nhất hạng nhì ở đây, hoặc là bạn luôn cố gắng giữ một cái vị trí số 1, nhưng mà mình nghĩ số 1 không có nghĩa là lúc nào cũng là người thành công nhất ha. Thứ hai là cái lá gọi là change course. Ở đây là nó liên quan, hồi nãy bạn đã có một cái lá liên quan tới gọi là direction đó. Chọn một cái hướng đi á. Đây nó ghi là a closed door is an invitation from light to move in an even better direction. It's time to change course. Nó ghi là một cái cánh cửa đóng lại cũng đồng nghĩa là một cái lời mời từ cuộc sống để bạn bước đến hoặc là rời đi hoặc là tham gia vào, hoặc ốm phải tham gia moving, tức nghĩa là bạn chuyển mình sang một cái hướng khác tốt đẹp hơn. Đây là thời điểm để thay đổi cái hướng đi, một cái quyết định nào đó. Thì nó rất giống với cái lá hồi nãy ha, cái lá nằm vị trí này. Thì mình cũng không biết sắp tới bạn có một cái quyết định gì đó quan trọng, giống như liên quan đến tình cảm, yêu một người, chia tay một người, kết thúc một mối quan hệ nào đó, rời khỏi một tổ chức nào đó trong công việc, trong cuộc sống, hoặc là bạn thậm chí bằng chỉ đơn giản là bạn rời khỏi gia đình, bạn bạn đi đâu học, hoặc là bạn đi đâu đó làm. Thì mình cảm giác ở đây nó ghi là đừng bao giờ nghĩ cái việc kết thúc một cái gì đó, tại vì ở đây nó ghi là a closed door, tức nghĩa là một cái cánh cổng nào, một cái cánh cửa nào đó đóng lại, tức nghĩa là có thể một cái sự việc nào đó sẽ phải kết thúc. Và mình cảm giác giống như một bạn nào đó mà đang nuối tiếc, bạn nào đó đang hối hận, hoặc là bạn đang cảm thấy mình chưa thật sự tốt, thì cứ nghĩ cái cơ hội đó nó không còn dành cho bạn nữa, và cái mà bạn bạn phù hợp hơn nó đang chờ bạn ở phía trước. Đừng nuối tiếc quá khứ ha. Thì để mình thử, mình coi cái lá thứ ba nó ghi là gì. Lá thứ ba đây là love ha. Thì nó ghi là love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Ở đây nó ghi là yêu thương mọi người, hãy yêu họ bằng tất cả trái tim của bạn, và hãy cũng chắc chắn rằng hãy yêu thương bản thân mình đầu tiên. Thật ra ở đây á, mình cảm giác giống như đó là cái này nó liên quan tới chuyện là nó không hẳn ở đây mình nghĩ là nó dạy bạn yêu thương bản thân mình nhiều hơn hay là yêu thương mọi người, mà mình cảm giác cái lá này nó, nếu mà tại vì bản thân bạn hồi nãy giờ nó liên quan tới cái việc là hãy hãy nghỉ ngơi, hãy thư giãn, hãy dành thời gian cho bản thân, mình nghĩ là nó đã đủ cái gọi là học cách để gọi là phục hồi sức khỏe hoặc là tinh thần gì đó cho bản thân rồi. Cái lá này mình nghĩ đó là đôi khi bản thân bạn mình làm không đủ thì bạn cần kết nối với người khác, tức nghĩa là nhiều khi một mình mệt nhưng mà người khác xung quanh cũng mệt chung với mình thì hãy rủ họ nghỉ ngơi chung. Đừng đừng kiểu giống như đừng nghĩ rằng giống như là mình phải phụ thuộc vào một ai đó, giống như ví dụ như là nếu bạn nghĩ bạn mệt giờ mình sẽ kiếm một cái người đó bạn đu theo để cho đỡ mệt, thì mình cảm giác ở đây giống như là bản thân mình mệt thì mình nên nghĩ. Và mình cảm giác giống như là nếu người ta cũng mệt như mình thì hãy để cho người ta nghỉ. Mình nghĩ là đừng có nên gọi là đu vào, bám vào, hoặc là nghĩ là người ta sẽ là điểm tựa cho mình. Thì nó cũng giống như self-love thôi, tức nghĩa là bản thân mình không đủ sức thì đừng lôi thêm người khác vào. Hãy người ta giống như người ta nói là trước khi cứu người khác thì bản thân mình phải cứu được bản thân mình. Thì mình cảm giác cái lá này nó giống như kiểu đó là nếu mà bạn muốn yêu thương người khác, bạn muốn lan tỏa cái năng lượng nào đó, hoặc là bạn đang muốn gọi là bạn có thể là trưởng nhóm, bạn có thể là một cái người leader, bạn có thể là một cái một ai đó mà bạn đang gọi là cố gắng định hình làm gương làm mẫu, tại bạn có lá số 1 nè, thì mình cảm giác giống như là đôi khi hãy để cho cái team của bạn được làm việc ha, hãy để cho những cái người xung quanh được có cơ hội phát triển. Mình không phải lúc nào cũng phải là người đứng đầu, phải giang tay, phải bảo vệ mọi người, đôi khi hãy để bảo mọi người bảo vệ bạn ha. Mình cảm giác cái năng lượng nó là vậy. Xin chào các bạn, chọn thuật số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share, like, bình luận cho mình ha. Thì hành trình của bạn ha, một lời nhắn gửi về hành trình của bạn sắp tới ha. Các bạn có lá impasse, reflect, redirect your energy, gate of triumph, success expands in your life. And Mr. Tuller, healing energy flow through you. Thật ra ba lá này á, nó cho mình một cái cảm giác đó là cái này cái năng lượng nó cũng tương đối hơi kiểu giống giống như tụ một, khá là giống. Nhưng mà cái của tụ một á, là nó không có nói cái con đường dẫn tới thành công, mà nó nói là một phía trước còn nhiều con đường, nhiều cánh cổng lắm. Lựa chọn này đóng lại thì vẫn còn lựa chọn khác.
Còn của bạn á, thì cái chọn trụ hai này á, nó nói là phía trước bạn không phải là ngõ cụt, mà phía trước của bạn là thành công, tức nghĩa là có thể bạn đã và đang đi một cái hành trình nào đó rồi, và bạn đi nhưng mà bạn chưa có thấy là thành quả. Bạn đi nhưng mà bạn tự hỏi mình làm được hay không, đúng đường hay sai đường, hoặc là bạn muốn đổi hướng, hoặc là bản thân bạn cảm thấy giống như cái kết nối này, cái mối quan hệ này, cái công việc này, cái việc này nó có cái gì đó nó không ổn, bạn định chuyển hướng. Thì bài này nó nói đó là hãy, mình dùng từ là đi tiếp nữa, hoặc là hãy cố gắng thêm một chút nữa. Nhưng mà mình cảm giác ở đây nó là một chút nữa này, nó không phải là kiểu gọi là mình đâm đầu mình đi, tại vì bài lên ngay từ đầu nó đã là một cái ngõ cụt rồi. Mình cảm giác ở đây cái chữ reflect and redirect ở đây tức nghĩa là hãy cho bản thân mình được xem xét, phản ánh. Reflect đối với mình đó là một cái việc phản ánh lại, xem xét lại những cái mình đang làm. Giống như nãy mình nói, bạn đi trên con đường này bạn gần tới đích rồi, nhưng mà bạn đi bạn chưa tới đích mà. Phải có vấn đề chứ không phải không có vấn đề, mà tại sao phải có reflect và redirect? Giống như ví dụ như là bạn học tiếng Anh hoài, bạn không thấy bạn phát triển, bạn cứ thấy năng lực của bạn, kỹ năng của bạn nó có nhiêu đó, thì mình phải coi lại coi là mình học đúng cách chưa, mình đã đủ thời gian để gọi là exposure với nó, exposure với nó chưa, tức nghĩa là bản thân bạn đã có được tương tác với nó đủ chưa, bạn học đúng cách chưa, rồi bạn đầu tư cho nó đúng chưa, hay là bạn cũng chỉ được gọi là học giống như là một cái list từ vựng, bạn nuốt 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 vô rồi bạn nghe nghe ngô nghe khoai gì đó, bạn không có một cái phương pháp nào đó cụ thể. Thì mình cảm giác á, người ta gọi là giống như ví dụ từ trước tới giờ bạn vẫn đi làm công ty, bạn cũng chăm chỉ, bạn cũng đúng giờ, bạn cũng làm hoàn thành xong công việc, nhưng mà tại sao group của bạn cũng chưa lên được chức trưởng phòng hay là phó phòng hay là leader nhóm, mà một cái người khác họ lên được cái vị trí đó, họ cũng làm cùng một thời gian với bạn, thì phải có sự khác nhau. Bạn cũng hoàn thành công việc, họ cũng hoàn thành công việc, nhưng tại sao họ lên còn bạn thì không? Mình phải coi lại coi là mình với họ khác nhau ở chỗ nào. Họ lanh hơn mình, họ khéo hơn mình, họ nhiệt tình hơn mình, họ đầy bản lĩnh hơn mình, họ nhiều kỹ năng hơn mình, họ nhiều kiến thức hơn mình, hay là có cái gì đó khác ở đây, hay là tại mình đang dậm chân tại chỗ, hay là mình đang làm sai một cái gì đó. Mình cảm giác ở đây nè, giống như cái việc mà bạn đang làm cái công việc đó, bạn đang học một cái đó, bạn đang có một cái mối quan hệ như thế đó, nó gặp vấn đề như vậy, mình phải coi lại. Đầu tiên là phải coi lại chứ không phải là đổ lỗi cho người ta hay là đổ lỗi cho cái chuyện gì đó bên ngoài. Mình cảm giác cái con đường bạn đi, cái việc bạn làm nó đã và đang đúng rồi, chỉ là giống như người ta nói đi đúng đường nhưng sai cách, thì mình sẽ đi chậm hơn người ta, hoặc là mình sẽ đi hoài mà nó không tới. Thì mình cảm giác ở đây giống như là nó, tại vì ở đây nó ghi là redirect your energy chứ không phải là redirect cái your direction, tức nghĩa là bạn nên chuyển hướng cái năng lượng của bạn chứ không phải là chuyển hướng. Giống như cái tụ một nó là direction, tức nghĩa là hãy chuyển cái hướng đi, còn của bạn là redirect cái energy thôi, tức nghĩa là hãy thay đổi cái năng lượng, cái con người, cái góc nhìn, cái tư duy của bạn, tức nghĩa là mình đang sai một cái gì đó trong cái góc nhìn, cái tư duy, chứ nó không giống như tụ một nha. Thành ra mình mới nói là nếu mà bạn nào vẫn còn mắc kẹt đâu đó thì có thể qua tụ một coi thử, nhưng mà cái năng lượng của bạn mình khẳng định là nó chỉ giống ở cái chỗ là sự thay đổi và chuyển mình, nhưng mà bạn đang đi đúng hướng rồi. Còn tụ một là nó đang ở ngã ba đường ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cảm giác giống như là bạn cần phải có những cái công nhận về cái sự thành công của bạn. Giống như ví dụ như là bạn nghĩ là mình học tiếng Anh mình phải đạt IELTS 6 7 chấm mới là đẹp, bạn thi được 6.5 thì bạn nghĩ là ok, mục tiêu của mình đặt ra là 7 chấm, nhưng mà bây giờ mình có 6.5 thì mình fail, không có nghĩa là mình fail bạn. Mình có thể fail đợt này mình 6.5, nhưng mà mình biết là bây giờ ở thời điểm này cái level của tôi là 6.5, thì mình luyện thêm nửa năm nữa, hoặc là mình luyện thêm một thời gian nữa mình thi lại, có thể đề đợt này khó quá, có thể mình chưa sẵn sàng đủ, skill mình chưa cứng, hoặc là mình cần thêm thời gian để tu luyện thêm, thì đợt kế mình sẽ lên 7 chấm là chuyện bình thường. Tại vì đơn giản bạn đã 6.5 thì bạn sẽ lên được 7 chấm, là cái kiểu giống vậy. Tại vì mình cảm giác là mình cần phải có một cái sự công nhận hoặc là một cái sự thừa nhận nào đó với cái bước tiến của mình, dù là nhỏ, dù nó là những cái bước nhỏ thôi. Bạn cứ phải 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 nghĩ rằng, hoặc là phải hiểu rằng là đôi khi để trở thành, giống như cái việc mà bạn 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 muốn đẹp hơn, bạn muốn giỏi hơn, bạn muốn
thông minh hơn, xinh đẹp hơn, bạn muốn thành công hơn, không có nghĩa là bạn làm một cái đùng một cái là bạn trở thành xinh đẹp được. Dưỡng da cũng cần thời gian, muốn thành 6 múi, muốn body mà lem thì cũng cần thời gian ăn uống tập nghỉ dưỡng. Thì mình cảm giác là bản thân bạn đã và đang làm đúng hướng rồi thì cứ tiếp tục làm, nhưng mà quan trọng là mình phải thấy được là cái quá trình. Cái cuối cùng nó ghi là healing energy flow through you, tức nghĩa là bản thật ra mình không mình nghĩ cái lá này nó liên quan tới chuyện đó là bản thân bạn cần phải có một cái góc nhìn hoặc là một cái định hướng nào đó mà nó đúng hơn. Cái này mình không mặc định nó là cái kiểu như năng lượng chữa lành gì ở đây hết. Mình chỉ mặc định đơn giản đó là mình muốn sống khỏe, sống tốt, mình muốn tư duy mình tích cực thì hãy cho cái gì đó gọi là cái đầu vào, bạn ăn uống lành mạnh hơn thì sức khỏe của bạn nó sẽ cải thiện hơn. Bạn chăm đọc sách, chăm đầu tư vào trí tuệ thì bạn sẽ có một cái trí tuệ thông minh hơn. Mình nghĩ nó là cái kiểu này, là cái healing energy, chứ mình không nghĩ nó theo cái kiểu kia. Là cái thứ hai mình thấy ha. Thì bây giờ cái thứ ba mình thấy ha. Mình sẽ qua ba cái lá gọi là lời khuyên hoặc là ba cái lá chỉ dẫn cho các bạn ha. Nè, bạn có chữ gọi là self worth, worth tức nghĩa là tự đánh giá bản thân mình, thấy giá trị của bản thân. Cái lá này sẽ rất là giống với cái hồi nãy, cái lá số 2 ở chính giữa mình ghi là hãy công nhận những cái thành quả, những cái công nhận mà bạn đã, những cái thành công mà bạn đã đạt được. Bạn có là truth, sự thật ha, và bạn có choice là sự lựa chọn. Thì ở đây mặt sau này nó có những cái lá, những cái thông điệp mình sẽ đọc ha. You get what you believe you deserve. It's time to raise your standard. Thì ở đây nó ghi là cái gì? Quên tự nhiên đọc lại mình không nhớ. Nó ghi là bạn sẽ có được cái thứ mà bạn tin rằng mà bạn xứng tin rằng mà là bạn xứng đáng nhận được. Thời đây là thời điểm hãy đây là thời điểm để gọi là nâng cao cái chuẩn mực, cái giá trị hoặc là cái tiêu chuẩn của bạn. Thì mình nghĩ cái self worth ở đây đó có chữ elevate, elevate tức nghĩa là nâng lên, nâng tầm á. Mình dịch chỉ nâng tầm đi. Thì mình cảm giác giống như hồi nãy mình nói, giống như là hồi nãy mình nói bạn là từ một người học tiếng Anh mà không biết gì hết, mà bây giờ bạn được 6.5, tức nghĩa là đó là một quá trình, một chặng đường, mặc dù mục tiêu của bạn là 7 chấm, nhưng mà bạn phải hiểu rằng ok, mình đã được 6.5, tức nghĩa là mình đã hơn cũng được một vài người hoặc là tương đối kha khá người không biết tiếng Anh. Thì hãy coi rằng đó là một cái thành công. Và bây giờ bạn cần, mình muốn lên 7 chấm, mình muốn 7.5, mình muốn 8 chấm, ok, mình hãy nhìn lên để biết rằng là mình còn có thể phát triển, có thể cải thiện. Tại vì mình từ mất gốc mà bây giờ mình được 6.5, tức nghĩa là mình đã và đang đi một chặng đường rồi, và mình thấy có một cái giá trị. Còn nếu mà bây giờ bạn đang cảm thấy bản thân mình không có giá trị, có thể bạn xấu, bạn thiếu tự tin, có thể bạn ăn mặc không đẹp, có thể da mặt mụn, có thể bạn làm hoài mà lương bạn cũng 5-6 triệu, 7-8 triệu không đủ sống, hoặc có thể bạn rất là gặp xui xẻo trong chuyện tình à, không phải là gặp xui xẻo mà đường tình duyên của bạn nó không có thuận lợi, hoặc là công việc của bạn nó không có trơn tru, bạn làm mà nó không có phát triển, thì mình phải cần phải coi lại. Mình cảm giác giống như hồi nãy mình nói là biết bạn làm hoài mà bạn không thấy lên chức, bạn cũng không thấy lên lương, thì mình phải nâng cái tiêu chuẩn của mình lên. Ở đây không phải là mình đòi lương cao hơn, mà là hãy cho người ta thấy mình có năng lực như thế nào thì mình mới nên đòi lương nha. Chứ không phải là giống như là ở làm 5 năm xong giờ anh ơi cho tăng lương cho em vẫn làm công việc bao nhiêu đó, năng lực của em cũng tới đó mà em đòi tăng lương thì sao tăng lương. Đó là cái câu trả lời mà của cái phòng nhân sự của mình sẽ nói với nhân viên nếu mà họ đòi lương, tại vì họ vẫn perform y chang vậy mà họ perform đi, tức nghĩa là cái năng lực của họ, cái thành quả, cái kết quả của họ vẫn như vậy, thì bạn nghĩ bạn có được tăng lương hay không, hay là mình nên thuê một người mới. Giống như bạn làm 10 năm thì bạn cũng sản xuất được có 10 bó củi đó, vậy thôi mình kiếm một đứa khác, mình nói bây giờ em phải làm cho anh được 11 bó củi, thì bạn nghĩ mình sẽ thuê đứa 11 bó củi hay mình sẽ thuê bạn? Thì hãy nghĩ như vậy. Tại vì mình cảm giác ở đây đó là cái việc self worth này, các bạn phải tự hiểu đó là mình muốn được người ta công nhận giá trị của mình thì mình phải có giá trị. Còn nếu mình không có giá trị mà mình đòi công người ta công nhận thì mình nghĩ đó là sự ảo tưởng ha. Cái thứ hai là chữ truth. Truth is different at the different levels of consciousness, reserve, judgment. Sự thật thì khác nhau ở sự thật thì nó sẽ khác nhau dựa trên cái sự nhận thức, dựa trên cái mức độ nhận thức khác nhau.
và hãy reserve cái judgment và hãy luôn luôn giống như là coi cái việc mà gọi là người ta phán xét, cái việc mà người ta đánh giá đó đó, nó giống như là một cái reserve, tức nghĩa là một, mình dùng từ giống như là một cái sự nhắc nhở hoặc là một cái kiểu giống như là hãy coi cái sự đánh giá đó là một cái ở cái thời điểm nhất định thôi, nó chỉ là một cái thời điểm thôi. Giống như nãy mình nói, bây giờ bạn nghĩ bạn 6.5 là bạn 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 ở mức trung bình của tiếng Anh, tức nghĩa là một người nào đó ở mức trung bình á, thì là 6.5 là ok. Nhưng mà giống như ví dụ như bây giờ mình 7 chấm thì mình nhìn bạn mình sẽ nói ok, mày mày 6.5 thì mày bình thường, tao 7 chấm thì nhiên tao phải giỏi hơn mày. Đúng không? Thì bạn phải công nhận chuyện đó, tức nghĩa là góc nhìn của mình với bạn về cái chuyện tiếng Anh thì ok, mình hơn bạn. Nhưng mà bây giờ giống như bước ra ngoài đời, bây giờ tao 6.5 tiếng Anh nhưng mà tao làm sếp mày, còn mày thì 7.5 tiếng Anh thiệt nhưng mà mày làm lính của tao, thì khác nhau. Có thể mình giỏi hơn bạn ở cái lĩnh vực này nhưng mà có thể mình sẽ vẫn dở hơn bạn ở cái lĩnh vực khác. Thì mình cảm giác giống như đó là hãy coi cái sự đánh giá, cái sự công nhận, cái sự phán xét đó nó là một cái góc nhìn thôi. Giống như hồi nãy mình nói, bạn có thể là một người thiếu tự tin trong tình yêu nhưng mà có thể trong công việc bạn có thể giải quyết rất là đơn giản, rất là gọn gàng, rất là xuất sắc, thì cũng không có nghĩa bạn là một người không có giá trị. Tại mình cảm giác cái truth, cái lá này đó, nó liên quan tới cái chuyện đó là hãy nhìn nhận sự thật theo đúng bản chất của nó, bằng một cái cách nhìn, một cái tư duy nó gọi là đa chiều, chứ đừng nhìn một chiều. Giống như ví dụ như là ví dụ như cái chuyện giống như là bản thân bạn chưa thành công được như người ta, thì có thể bởi vì bạn dở thiệt, cũng có thể là bởi vì bạn chưa đủ cố gắng, mà cũng có thể là bởi vì cuộc sống của bạn nó quá khó khăn để bạn có thể thành công ở thời điểm này. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai bạn sẽ không thành công. Thì mình nghĩ ở đây nó là cái như vậy ha. Cái thứ ba nữa đó là bạn có ghi là choice, worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Tức nghĩa là cái sự lo lắng, hãy lo lắng ít đi về cái việc mà đưa ra một cái lựa chọn đúng hoặc là chuẩn nhất, mà hãy lo lắng nhiều hơn về cái việc là làm sao để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, để đối mặt hoặc là để xử lý bất kỳ một cái tình huống hoặc là một cái kết quả nào. Thì mình nghĩ ở đây giống như nếu mà bạn nào đang có, hồi nãy mình nói đó, bạn đang đi đến một cái con đường rồi và bạn tự hỏi bản thân mình đã đạt được tới đâu, đã như thế nào, và bạn không biết là mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, thì hồi nãy mình nói có thể qua tụ một để coi cái việc là về việc mình ra quyết định. Còn nếu mà bạn đã ra quyết định rồi thì mình cảm giác cái việc mà mình điều chỉnh, mình hành xử, mình làm đúng hay sai, thì mình cảm giác là cần một cái quá trình reflect như hồi nãy nó ghi, và redirect cái energy, tức nghĩa là mình làm đúng thì mình tiếp tục làm, mình làm sai thì mình điều chỉnh lại cái việc tại sao mình sai, mình yêu người đó sai hoặc là họ đó, người đó yêu mình sai, thì mình vừa sửa họ, mình vừa sửa mình. Nếu mà mình thấy không ok, mình thấy không ổn thì mình bước ra, coi như kết thúc. Nếu mình thấy công việc nó không tốt, mình thấy thời gian công sức của mình bỏ ra nhiều mà không nhận lại thành quả mà mình mong muốn, ok, nếu mà mình chưa cố gắng hết sức mình cải thiện. Nếu mình cảm giác mình đã cố gắng hết sức mà mình ở công ty đó mình không phát triển thì mình đi. Không, trên đời này không phải chỉ có một cái công ty đó. Thì mình cảm giác cái lá này nó liên quan tới chuyện đó là hãy xem xét lại, hãy coi lại coi bản thân mình. Ba lá này mình cảm thấy nó rất là liên quan với nhau ha, giống như là một cái sự liên kết. Hãy coi giá trị của mình, hãy thấy giá trị của mình chưa đúng thì đánh giá lại và ra quyết định. Hãy ra quyết định rồi thì làm. Mình cảm giác ba lá này nó chỉ đơn giản vậy thôi ha. Xin chào các bạn dân tụ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì hành trình của bạn ha. Bạn có lá protected by angel. Angel. Bạn có infinite abundance. Và bạn có grounding. Cái tụ này mang cái năng lượng tương đối khác so với những so với tụ 1 và tụ 2, gần như khác luôn rồi. Tụ 1 với tụ 2 thì nãy liên kết với nhau, còn tụ này thì mình cảm giác là có thể là cái gì bạn đã và đang làm nó đã đến thời điểm gọi là đơm hoa kết trái, hoặc là mọi thứ nó vẫn đang rất là ổn ha. Mình nghĩ là đây là thời điểm bạn nên gọi là dùng từ gọi là thưởng thức cái trái ngọt của bạn, mình nghĩ nó như vậy. Đầu tiên là bạn có lá protected by angels, you are cherished by the angel. Tức nghĩa là mình chỉ dịch đơn giản ở đây đó là bạn đang được nhận được sự yêu thương, sự công nhận, sự đón nhận của rất là nhiều người, hoặc là bạn sẽ luôn được sự tôn trọng,
sự bảo vệ của những người yêu thương bạn. Mình không muốn mang cái yếu tố tôn giáo hoặc là tín ngưỡng nhiều vào trải bài của mình, thì và mình cũng không có quá rành về cái mảng này. Thành ra mình chỉ nói đơn giản đó là nếu mà bản thân bạn vẫn cảm thấy mình đang sống tốt, mình đang gọi là làm những cái điều tốt lành, thì hãy tin vào điều đó và bạn sẽ luôn được yêu thương, đón nhận, công nhận của từ bạn bè, từ người thân, từ những cái người xa lạ cũng được, bởi vì bạn đã và đang làm những cái điều tốt nhất có thể trong khả năng của bạn và người ta thấy và người ta công nhận. Cái thứ hai là infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Nó ghi là sự thịnh vượng. Abundance là sự thịnh vượng đang đổ vào, pour into, đổ vào cái cuộc sống của bạn. Thì mình nghĩ hồi nãy mình cũng có nói đó là dù là bạn là một cái người đang hưởng cái quả ngọt của bạn, hưởng quả ngọt tức nghĩa là do nỗ lực của bạn, do thành công của bạn, do sự cố gắng của bạn, hay là do may mắn, mình cũng không loại trừ cái yếu tố đó ha, thì hãy gọi là tận hưởng nó, bởi vì bạn xứng đáng nhận được nó, đơn giản như vậy thôi. Mình cảm giác cái trải bài của tụi ba này nó tương đối nhẹ nhàng hơn tụi một với tụi hai khá nhiều, và mình cảm giác có thể bạn đã qua cái quá trình giống như tụi một là không biết đi đâu, tụi hai là thấy cái đường rồi và bắt đầu đi hoặc là đang đi nhưng mà tự nghi ngờ bản thân mình, còn bạn thì mình nghĩ là bạn đã đi đến cái đích đến rồi và bây giờ bạn đang thưởng thức cái vị trí về nhất của mình. Thì mình nghĩ đó là bản thân bạn, mình cảm giác giống như là đây là cái thời điểm mà bản thân bạn chuẩn bị cho một cái tầng mới, bạn chuẩn bị lên một cái level mới, tại vì bạn có cái lá grounding. Nó ghi là go deep, explore your root. Tức nghĩa là thật ra grounding tới giờ mình vẫn chưa tìm được một cái từ nào đó mình dịch mà mình cảm thấy nó hợp với cái chữ đó ở tiếng Việt, nhưng mà mình dịch là định á, mình hay dịch là định á. Grounding tức nghĩa là định trong Phật giáo, nó định tức nghĩa là định, định đấy tức nghĩa là ổn định, định tâm, mọi thứ nó gọi là cân bằng, nó dung hòa, nó có một cái gì đó nó ít có bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài đó. Nó trong chữ thiền định á, hoặc là chữ gọi là định tĩnh, nói chung mình cũng không có cái chữ nào nó khác tốt hơn, nhưng mà đại loại nó là một cái sự vững chãi. Vững chãi theo nói, nếu mà nói theo một cái chữ nào đó không liên quan gì đó đến yếu tố tín ngưỡng tôn giáo, thì nó là một, hoặc là một cái khía cạnh nào đó, thì nó là chữ vững chãi, một cái sự vững chắc. Thì ở đây nó ghi là go deep, explore your root, tức nghĩa là hãy đi sâu vào cái vấn đề và hãy khám phá, khai phá cái gọi là cái bản thân bạn, cái root ở đây tức nghĩa là cái bản thân, cái gốc rễ. Thật ra ý của cái lá bài này nghe tưởng nó sâu xa, nhưng mà đại loại là như vậy. Khi mà mình đã đạt đến một cái thành công, tức nghĩa là mình đã tới một cái đỉnh của một cái ngọn núi rồi, thì bạn nghĩ cái việc mà mình làm tiếp theo là gì? Là đi xuống núi, chứ không phải là đi lên núi. Tại vì mình đã lên tới đỉnh rồi, thì không có cái đỉnh núi nào cao hơn cái đỉnh núi mà bạn đang đứng nữa, mà bạn phải xuống núi và bạn mới lên được một cái đỉnh núi cao hơn, một cái đỉnh núi khác. Thì mình cảm giác là cái việc mà go deep và explore cái gọi là cái root đó, tức nghĩa là bản thân mình phải còn phải xem lại coi là hành trình sắp tới của mình nè, mình nên làm gì, mình muốn thực hiện cái gì, mình muốn đi đâu, mình muốn phát triển bản thân mình ở lĩnh vực nào. Giống như ở đây bạn đã hái, bạn đã thưởng cái quả ngọt của bạn rồi, bạn có thể thành công trong công việc, bạn có thể có một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp, bạn vừa kết thúc một cái mối quan hệ độc hại và bạn cảm thấy bạn cần nghỉ ngơi, bạn vừa hồi phục lại sau một cơn bệnh, hay là bạn đã hoàn thành một cái chuyến đi, một cái hành trình nào đó trong cái cuộc sống của bạn. Thì thời điểm sắp tới là cái thời điểm mà bạn sẽ nghỉ ngơi, rồi bạn sẽ quyết định là bây giờ mình cái chặng đường tiếp theo của mình là mình đi đâu. Giống như ví dụ bạn mới lên chức, bạn mới được thăng lương, bạn mới được trở thành một cái vị trí mới trong một cái công ty, trưởng phòng, phó phòng gì đó, thì đừng nghĩ mình đã lên tới trưởng phòng, phó phòng là hết, mà mình phải nghĩ là sắp tới mình ở cái vị trí trưởng phòng, phó phòng đó, mình dẫn dắt cái team làm việc của mình như thế nào, mình sẽ trở thành một cái người trưởng phòng, phó phòng tốt như thế nào, dẫn dắt cái team của mình đến thành công như thế nào, mình có tố chất gì để phát triển thêm, mình cần đầu tư thêm cái gì nữa để mình trở thành một người trưởng phòng, phó phòng tốt, ví dụ như vậy. Còn nếu giống như ví dụ trong chuyện tình cảm, bạn nghĩ là bây giờ mình yêu người đó xong, tức nghĩa là đã tốt rồi, mình đã thành công với người đó, mình đã kết đôi với người đó xong rồi, là xong rồi, không, mình cần phải nghĩ tiếp nữa, đó là trong cái mối quan hệ đó mình có thể làm gì đấy, có thể là duy trì được cái tình cảm này, phát triển được nó như thế nào, và giải quyết những cái vấn đề mà có khả năng phát sinh như thế nào, chứ không phải là yêu nhau là mình thành một đôi với nhau gọi như là xong, không có. Thì mình cảm giác ba cái lá này nó chỉ nói về cái việc đó là hãy
hãy đầu tư vào bản thân và hãy cho bản thân mình một cái cơ hội để phát triển ha. Mình nghĩ nó chỉ đơn giản thôi, tại mình nghĩ cái năng lượng của cái tụ này nó tương đối đẹp ha. Bạn có lá ease là dễ dàng, ease mind tức nghĩa là hãy để một cái tâm trí nó nhẹ nhàng, nó thư giãn. Và bạn có breathe, ba cái này đều là thiền nha, hai cái lá này rất là thiền nha, chữ mind và chữ breathe, hai cái này liên quan tới thiền rất là nhiều ha, thiền với thở đó. Thì đầu tiên cái lá của bạn đó là today I allowed life to be easy. Hôm nay thì tôi sẽ cho phép cuộc sống của tôi được một cách dễ dàng, thì vẫn rất liên quan một cái lá abundance hồi nãy ha. Tức nghĩa là mình cảm giác là hãy dành thời gian. Mình nghĩ là bản thân bạn nếu mà đã làm việc rất là chăm chỉ, đã rất là cố gắng, hoặc là thậm chí bạn chả làm việc chăm chỉ nhưng mà đại loại giống như là bản thân bạn đã quá là mệt mỏi, đã quá là gọi là kiệt sức, thì đây là thời điểm để bản thân bạn được phép nghỉ ngơi. Bởi vì mình được phép nghỉ ngơi chỉ đơn giản như thôi, giống như bạn mệt quá thì bạn nghỉ, không có làm. Mình đã chăm chỉ quá rồi thì bây giờ mình cho phép mình bản thân mình lười một ngày. Hoặc là lâu rồi mình không có đi nhuộm tóc, mình không có đi cắt tóc, mình không có đi cà phê, mình không có đi chơi, mình không có gặp bạn bè, mình không có đi ra ngoài thiên nhiên, mình hít thở, mình không có đi bơi, không có đi biển, không có đi du lịch. Hãy cho bản thân mình một cái kế hoạch để mình được nghỉ ngơi, mình được thư giãn, chứ không phải làm quần quật 365 ngày xong rồi nằm phè ra rồi mốt đi vô bệnh viện để trị bệnh, thì mình nghĩ là không phải và cũng không nên. Đây cái lá này. Cái thứ hai thì bạn có là ghi là mind, you are the master of your inner world and you decide how the outer world affect you, cultivate a calm inner state. Bạn là một cái người kiểm soát được cái thế giới nội tâm của bạn, và bạn là người quyết định thế giới bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới bạn như thế nào. Hãy cultivate tức nghĩa là hãy chăm bón, hãy chăm sóc, hãy vun xén cái inner state tức nghĩa là cái sự inner state tức nghĩa là inner state, cái trạng thái cultivate a calm inner state tức nghĩa là nếu mà bạn muốn giữ cho cái tâm mà bạn bình hòa thì hãy gọi là vung sáng cho nó. Vung sáng tức nghĩa là vậy, vung sáng là hãy nghĩ là, hãy hiểu là cái sự vung sáng nó là một cái quá trình mà nó cần thời gian, nó cần cái sự gradually tức nghĩa là dần dần, từ từ, có một cái sự gọi là thực tập hàng ngày, giống như ví dụ như ở trong thiền định hay là ở trong thực tập chánh niệm thì nó sẽ có một cái cụm từ đó là bạn cần phải thực hành nó mỗi ngày để bạn có một cái gọi là, người ta gọi là một cái tư liệu mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà đại loại nó như là ví dụ như bạn muốn chạy bộ thì bạn cần phải có một cái sự luyện tập hàng ngày, chứ không phải là bạn muốn chạy là bạn xách dép lên bạn chạy. Bạn muốn chạy lâu, bạn muốn chạy bền thì bạn cần phải luyện tập đều. Thì cũng cái việc mà bạn muốn bảo vệ, bạn muốn giữ cho cái đầu óc của mình được tỉnh táo, được thoải mái, được điềm tĩnh, thì bạn cần phải làm cho nó giống như mình gọi là tập luyện cho cái bộ não của mình, cho cái tư duy của mình được cứng rắn. Tại vì này nó ghi là gì? Đó là bạn là người làm chủ cái suy nghĩ của mình, và bạn cũng là người quyết định cái việc mà thế giới bên ngoài, outer world tức nghĩa là thế giới bên ngoài á, là con người ở bên ngoài, bạn bè ở bên ngoài, những cái người xấu tốt ở bên ngoài họ ảnh hưởng bạn như thế nào. Quan trọng là cách mà bạn đối mặt và bạn kiểm soát nó ha. Bạn tự bảo vệ bản thân bạn nè, bên trong hoa nở, bên ngoài có mưa nhưng mà bạn vẫn rất là điềm tĩnh với cốc nước của bạn, chứ bạn không có bị kiểu như mưa rơi bắt đầu xách cái cốc nước chạy dọc rồi đổ nước, rồi đổ tháo tùm lum ha. Mình không có trở thành một cái người thô tháo, hoặc là một cái người mà kiểu giống như là ở bên ngoài người ta cãi lộn cái mình cũng nhào vô mình nghe, mình nhiều chuyện, hoặc là mình cũng nhào vô mình nói xấu người ta thì no, hoặc là ai đó chửi bạn cái bạn nhào vô bằng chửi lại. Không, lá thứ ba thì nó ghi là breathe, cũng không biết này là breathe hay breath, cái này là breath như không có e, mà mình cũng không chắc là mình đọc chữ này đúng nữa. Nói chung nó là, tại vì mình nhớ danh từ với động từ của nó là hai cái cách đọc khác nhau nha, một cái đọc là breathe, còn cái đọc là breath. Cái này breath, cái này là hơi thở nha. Hoặc là có thể tôi cũng lộn. Nó ghi là the calmer you are, the more time slow down and the easier it is to get everything done. Đó là bạn càng bình tĩnh bao nhiêu thì cái thời thì bạn càng có nhiều thời gian để gọi là làm mọi thứ. Và nó cũng sẽ dễ dàng hơn để cho mọi thứ trở nên
để cho mọi thứ được hoàn thành. Ý ở cái câu này thì mình nghĩ đơn giản đó là khi mà bạn tĩnh tâm, khi mà mọi thứ bạn đều tâm bình khí hòa đó, thì bạn có thể đối đối mặt với những cái vấn đề, bạn có thể xử trí một cái vấn đề nó đơn giản hơn, easier, đơn giản hơn, dễ dàng hơn, bình tĩnh hơn, giải quyết nó một cách tốt đẹp hơn. Tại vì mình nghĩ giống như người ta nói là muốn giải quyết cái gì thì cũng là cần phải đợi đến lúc bình tĩnh chứ không phải là lúc mà mình đang căng thẳng. Thì mình nghĩ cái lá thứ ba này nó nói đó là trước khi bạn muốn giải quyết một cái gì hoặc là bạn gặp một cái vấn đề nào đó, hãy hít thở, hãy giữ cho bản thân mình được bình tĩnh, bởi vì bạn có ba lá nó rất là bình tĩnh. Bạn có ease, bạn chữ easy nó lặp lại liên tục luôn á, cái này cũng ease là ease này trong là bình bình đơn giản, bình thường hóa, mind là những cái gì đó liên quan đến định, hồi nãy mình nói rồi đó. Còn nãy bạn có grounding nữa, tức nghĩa là định tĩnh đó, rồi bạn có thiền định, rồi bây giờ bạn có breathe, hoặc breath gì đó cũng được. Nói chung đại loại là một cái gọi là hít thở, nó cũng làm cho bản thân mình được bình tĩnh hơn. Nếu mà bạn nào biết gọi là kỹ năng kiểm soát cơn nóng giận thì nó sẽ liên quan đến việc gọi là sử dụng hơi thở. Tức nghĩa là người ta nói là khi mà bạn nóng giận qua bạn hít thở khoảng 2-3 lượt, rồi sau đó bạn hãy chuẩn bạn lấy hơi bạn hít thở thì cái cơn nóng giận nó sẽ qua, thì lúc đó bạn sẽ bình tĩnh. Thì mình cảm giác cái breath này nó cũng liên quan tới chuyện là bản thân bạn cần có một cái sự chuẩn bị, một cái sự bình tĩnh, một cái sự gọi là kiểm soát nào đó, chứ không giống như em nói không có chuyện tự nhiên mà ngoài đó bình tĩnh mà cần phải có thực hành. Thì mình cảm giác giống như là hãy cho mình bản thân mình một cái phương pháp thực hành bằng hơi thở, thực hành bằng thiền, thực hành bằng cách gọi là đi ra ngoài giải trí. Nói chung là bản thân bạn đang ở một cái thời điểm mà mình nghĩ là cần nghỉ ngơi, cần nhiều cái sự gọi là dung dưỡng cho bản thân, rồi sau đó bạn mới làm ha.